là một thực nghiệm mà xác nhận là thực vật nó có trí nhớ và biết truyền tin. Thế thật ra là đầu tiên cái này là do một ông là một nhà sinh học làm cho CIA tên là Lever Pasteur. Ông này là nhân viên CIA và ông chứng minh với đồng sự, ông nói rằng là thực vật nó có thể nhớ được. Thì ông làm cái chuyện này, tức là ông lấy cái đồng hồ ông mới đo. Ông đấy như này, ông lấy đồng hồ ông đo với lá cây. Thì ông thấy cái nào lá cây mà ông cho mà đốt lửa nó thì cây nó phản ứng, đồng hồ nó nhảy. Chứ bây giờ thì trong cây có dòng điện và nó khi nào có đe dọa thì nó cũng có nhận thức. Thế đấy là gì, là cây là có gọi là biết, có tư duy đấy, có linh hồn đấy. Thế nhưng mà thì sau đó thì đến năm 75 đến năm 1975 ấy thì nhiều nhà khoa học khác mới làm bài thực nghiệm này, thấy nó hay quá, công bố thì cũng nổi tiếng. Thì sau đó ông thí nghiệm mà sau đó ông làm nổi tiếng nhất ấy là ông dùng cây làm nhân chứng cho ông này, để ông thực nghiệm này, tức là hãy đang lấy một cái phòng để hai cây hoa, thì cho một cái cho ông cho 6 người đi vào, thì một trong 6 người sẽ ngắt cành hoa sau đi ra. Trước sau ấy là cho hội lại đi vào, cái cành hoa còn lại thì ông đồng hồ cũng đo. Thì năm cái ông đi vào mà không có ngắt hoa đồng hồ không nhảy, ông thứ 6 đi vào nó nhảy. Như vậy là cây nó biết, nó biết trước, nó biết là cái ông này sắp vào, nó sắp ngắt rồi. Ông đấy là vừa gây tội ác đấy, bây giờ chuẩn bị biết đâu là cắt thì sao. Đấy là nhận biết. Thì nó có truyền tin cho nhau không? Thì làm thí nghiệm khác là gì, ông để hai hoa cách xa nhau, cách xa nhau rồi là một cái hoa này mà bị thằng cây ngắt ấy, thì thằng này cái cây thì hoa nó biết. Như vậy là hai cây nó có truyền tin cho nhau. Thì đấy khái niệm tôi gọi là biocommunication, tức là truyền tin sinh học. Cái thực nghiệm này thì thực tế nhiều lắm. Ai biết rằng cái nhà có người ở, cây ngồng tốt hơn, cây cối mà hàng ngày nó ra vốt ve đó thì nó ra quả tốt hơn, nhiều hơn, tốt hơn. Đặc biệt là năm ngoái khi Hà Nội có cái hội năng lượng gì đấy, nó ra nó chiếu xạ vào ruộng lúa là năng suất nó tăng 10% đấy, cũng có thể có tăng. Báo chí thì người khen người chê nhưng mà đấy là chuyện có thật. Cứ ra mà mấy nhà gọi năng lượng, cứ ra nhìn chỉ cái là phát xạ được. Tất nhiên là chỗ này, cái thực nghiệm này có thể được người ta làm đi tháp cái kim tháp Ai Cập mà. Ta để ở trên cái như vậy đấy là những cái hiệu ứng Baxter này nó cũng có ở nhiều nơi. Và bây giờ là muốn chứng minh khoa học cũng được, muốn thực nghiệm thực tế nó cũng không khó khăn lắm. Bằng chứng là những chỗ có người ở cái cây nó tốt đúng không?